Tôi năm nay hơn 90 tuổi đầu mà chưa gặp con Orlando nào nó lại đẹp như thế này các bác ạ. Vâng, xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh mua bán của em Dương Ô Tô Thái Nguyên. Ngày hôm nay thì nhằm tiếp tục về một chiếc xe 7 chỗ, một chiếc Chevrolet Orlando các bác nhé. Và đây là phiên bản LTZ, phiên bản số tự động. Xe được sản xuất năm 2016. Và đây là phiên bản cao cấp nhất các bác nhé. Phiên bản cao cấp nhất thì gồm có ghế điện và cửa sổ nắp, vô lăng tích hợp bàn phím. Đó, và chiếc xe này thì bên em đang chào bán với cái mức giá là 425 triệu đồng các bác nhé. Và có hỗ trợ làm giả góp cho các bác từ khu vực Thanh Hóa đổ về toàn miền Bắc. Các bác thông cảm vì ve nó kêu khá là to nên nó hơi bị ồn. Em sẽ cố gắng nói to hơn tiếng ve để cho các bác dễ nghe hơn nhé. Đây, xe thì lăn bánh được hơn 5 vạn km. Về chất lượng thì bên nhà em cam kết với các bác là hoàn toàn không có đâm va, không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên zin. Xe mang biển kiểm soát 98A 35270. Với chiếc xe này thì các bác phải bỏ ra số tiền phải khoảng 180 triệu là các bác đã sở hữu được chiếc xe này rồi các bác nhá. Hỗ trợ ngân hàng trong vòng khoảng 3 đến 4 năm. Đó, xe cực kỳ là đẹp, một chiếc xe 7 chỗ. Phiên bản LTZ thì xe được trang bị là số tự động và động cơ là 1.8. Đây, các bác nào mà ưng chiếc xe này thì vui lòng kết nối qua số điện thoại cho em là 0968 288 444 xem xe tại thành phố Thái Nguyên. Đây là phía sau của chiếc Orlando này, một cái mẫu xe mà nhà em bán cực kỳ là chạy ạ. Về giá của nó thì rất là hợp lý, mà xe thì lời cao và xe thì cũng rất là đẹp. Về chất lượng thì được bên nhà em cam kết trên văn bản nên là các bác hoàn toàn yên tâm để đến xem xe, trao đổi mua bán tại salon nhà em nhé. Mùa hè đến rồi, tiếng ve kêu nó hơi bị ồn chút, các bác thông cảm nhá. Đấy, em quay giữa buổi trưa, trời khá là nắng. Đây phía đầu xe các bác này, xe mới chạy hơn 5 vạn thôi, mọi chi tiết ngoại thất xe nó còn rất là mới. Như các bác quan sát là cái cụm đèn này nó rất là trong ạ, không có một dấu hiệu gì gọi là bị rạn nứt hay là bị ố vàng đâu các bác nhá, rất là trong. Phía dưới chúng ta có đèn gầm, toàn bộ đèn của xe thì trang bị bóng đèn sợi đốt thôi ạ. Đây mặt ca lăng này, tất cả những đường mạ chrome nó rất là bóng bẩy. Chiếc xe này nhìn nó rất là thanh thoát ạ, rất là đẹp. Về độ cách âm thì cực kỳ là tốt. Các bác nào mà đã trải nghiệm chiếc Orlando này rồi thì các bác biết ạ, nó đi rất là đầm chắc và cách âm cực kỳ là tốt ạ. Chiếc xe đăng kiểm thì còn khá dài, đến tận tháng 5 của năm 2022. Xe được trang bị xi nhan báo rẽ tích hợp trên gương. Đây, tất cả các tay nắm mở cửa đều được trang bị tím bấm khóa mở cửa thông minh các bác nhé. Đó, xe vẫn nguyên 2 chiều. Đây là bộ lốp của xe. Xe được trang bị bộ mâm 5 chấu rất là to bản, dày dặn này. Và bộ mâm này thì có kích thước là 17 inch. Kích thước lốp là 225/50R17. Được sơn bộ bạc rất là đẹp. Hệ thống phanh của xe là phanh đĩa 4 bánh. Và phanh này là có phanh ABS các bác nhé. Rất là an toàn. Chiếc xe này được trang bị phanh ABS và có hỗ trợ tính năng là cân bằng điện tử các bác nhé, giúp cho chúng ta đi nó được an toàn hơn. Đây, với khối động cơ là 1.8 thì chiếc xe này mức tiêu hao nhiên liệu thì nó tiết kiệm hơn chiếc Innova rất là nhiều. Đây phía sau của xe, cụm đèn đây các bác này, cụm đèn hậu phía sau nó vẫn rất là trong. Nói chung là nội ngoại thất của chiếc xe này đẹp như mới ạ. Đi hơn 5 vạn thì
Phía sau thì xe được trang bị cảm biến lùi. Đó, có đèn lùi đầy đủ các bác nhá. Những đường mạ chrome, những cái phần trang trí của xe thì nó rất là đẹp, rất là bóng bẩy này. Đó. Bác nào quan tâm có thể kết nối qua Zalo cho em theo số là 0968 288 444 để em gửi những hình ảnh chi tiết nhất về cái chiếc xe này cho các bác được quan sát nhé. Giờ thì em xin phép là quay đến cái phần nội thất để cho các bác được quan sát nó chi tiết hơn. Đây, ngoại thất thì em sẽ quay đầy đủ cho các bác này, cua lốp này. Đó, mọi chi tiết dắt nối với nhau nó rất là khăng khít. Tất cả các đường gân dập nổi này, nguyên bản hết các bác nhá, không có đâm va tai nạn. Cam kết trên văn bản cho các bác luôn. Đây là nội thất của chiếc xe. Xe được trang bị nội thất hai màu, đó là màu đen và cái màu ghi xám các bác nhá. Màu ghi xám này. Và phiên bản này là phiên bản cao cấp nên là nó được trang bị ghế điện và có cả cửa sổ nắp này. Cửa sổ nóc đây các bác nhé. Đó, và có vô lăng tích hợp phím bấm, khá là xịn sò. Đây, năm sản xuất, tem màu của nhà sản xuất này. Xe được sản xuất năm 2016. Đấy, tất cả các ốc bản lề, ốc chốt khóa cửa nó còn rất là sáng sủa và cam kết với các bác là zin hết nhé. Đây, nội thất của xe đây. Ghế da rất căng này. Vô lăng 4 chấu. Có tích hợp những cái phím bấm cơ bản nữa các bác nhé, như là tăng giảm âm lượng, các phím điều hướng, tắt bật âm thanh. Và đây là khu vực cửa sổ này. Xe được trang bị điều hòa auto, số tự động. Đấy, đây là tay nắm phanh tay này, khay để cốc này. Tắt mi cửa bên phụ đây. Rất là đẹp, mọi chi tiết nó rất là sắc nét. Trần nỉ rất là sạch sẽ. Xe được trang bị đầu CD 6 đĩa. Bác nào về thích thì chúng ta đầu tư 5 triệu lắp cả màn hình Android đây. Về cái hệ thống âm thanh của xe thì cũng gọi là chấm hết luôn. Nghe nó rất là ấm. Xe được trang bị đèn nổ start top này, hệ thống cân bằng điện tử này. Đèn của xe được trang bị đèn pha auto các bác nhá. Đèn pha auto. Và mọi chi tiết nhựa trong xe nó rất là tươi, rất là mới. Và cam kết với các bác là hoàn toàn là zin, sơn zin 100%. Không có bắn tỉa qua cái phần nội thất đâu các bác nhá. Ngoại thất thì em không nói ạ. Đi từ năm 2016 đến giờ thì tất nhiên là chúng ta có sơn tỉa lại rồi. Và những cái vết xước đấy thì bên em cũng spa đẹp cho các bác rồi. Về keo chỉ của xe thì bên em cam kết với các bác là zin cả xe nhá. Đấy, đây, tất cả các tay nắm kéo cửa phía trong này. Đây. Đấy, cực kỳ là đẹp. Xe được trang bị hệ thống gương kính chỉnh điện và có tích hợp cục xòe luôn. Rất là xịn sò. Đây là hàng ghế thứ hai. Hàng ghế thứ hai chúng ta được trang bị cửa gió điều hòa. Đây. Và hệ thống điều hòa của chiếc xe này thì nó cũng rất là mát. Nó lạnh sâu luôn các bạn, nên là chúng ta ngồi hàng ghế thứ ba thì hoàn toàn không bị nóng nhá. Về chiếc xe Orlando này thì bên em đã mua và trải nghiệm rất là nhiều rồi. Các bác có thể đến mùa hè cũng đến rồi, các bác có thể đến qua salon của em để chúng ta trải nghiệm thực tế nhá. Đây là cái hàng ghế thứ ba. Hàng ghế thứ ba ngồi nó cũng rất là rộng rãi thoải mái. Có bệ tì tay. Bác nào mà sợ nóng quá thì chúng ta có thể trang bị thêm cái quạt gió cắm nguồn điện 12V. Ở phía sau thì cũng có được trang bị nguồn điện 12V này. Đó. Chúng ta có thể chế thêm những cái quạt USB. Quạt 12V. Đây, hệ thống trần này rất là sạch sẽ luôn. Mép ghế còn căng đét này các bạn này. Chốt khóa cửa còn sáng choang luôn này.
đây, ốc bản lề này. Đó. Bên nhà em cam kết về chất lượng trên văn bản và có bao chữ hãng cho các bác. Nên là các bác đến xăm xe thì chúng ta có thể đem theo thợ hoặc là mang ra hãng để cùng nhau check nhá. Check tất cả các các hạng mục như là khung gầm, động cơ, hộp số, thân vỏ, thể kích ngập nước, rồi là kiểm tra gầm bệ luôn các bác nhá. Và cắm máy là để chúng ta test xem là nó có bị lỗi phần điện không, túi khí an toàn còn hay không, có thể test hết được luôn ạ. Đây ta lên cửa phía sau này, rất là đẹp luôn. Giá bên nhà em bán chiếc xe này với mức giá chỉ có 425 triệu các bác nhá. Có hỗ trợ làm giả góp cho các bác từ khu vực Thanh Hóa đổ về. Mẫu xe này nhà em bán khá là chạy nên là bác nào mà ưng mắt rồi thì có thể alo ngay cho em qua số điện thoại em ghi dưới màn hình. Đây, xe rất là đẹp. Ngoài ra nhà em cũng vẫn còn xe số sàn màu trắng, màu đen và những chiếc xe bán tải, còn rất là nhiều các dòng xe khác các bác nhé. Các bác cứ kết nối qua Zalo theo số điện thoại để biết thông tin chi tiết về những mẫu xe mà anh em bán nhé các bác nhé. Trên Zalo thì em có đăng khá là chi tiết và đầy đủ thông tin xe, đời xe, giá bán. Giá bên em bán thì bên em công khai giá bán luôn chứ không cần không giấu giá bán đâu, lên các bác có thể vào để tham khảo thoải mái nhá. Em hãy mở cho anh cái lắp cabo. Rồi em sẽ quay đến cái phần khoang động cơ, trái tim của chiếc xe. Xe được trang bị động cơ là 1.8. Đây. Xe thì đây các bác này. Mấy ngày thời tiết tháng nguyên nó mưa nên là nhà em cũng chưa có dọn rửa gì được cái khoang máy đâu. Để nguyên cho các bác đến xem xe và cảm nhận thôi. Về sau đó thì nhà em sẽ dọn dẹp sau. Để nguyên này thì các bác có thể quan sát được những cái vết dầu nó ẩm ra. Đấy. Chứ còn nhà em vệ sinh đi rồi thì hoàn toàn các bác sẽ không thể biết được là máy nó có bị ẩm dầu hay không. Đây ốc chân máy này. Đấy, vẫn còn nguyên sơn dấu. Đây là cụm phanh ABS của xe, cụm bơm. Đó. Dầu máy phanh cái phần răm máy thì nó rất là khô các bác nhá. Tuy bị bẩn một chút thôi nhưng mà vệ sinh qua thì nó sẽ cực kỳ là sạch. Về thân vỏ của chiếc xe này thì các bác cứ đến đi thử và trải nghiệm vì đi nó rất là đầm chắc, cách âm cũng khá là tốt. Ok, vừa rồi thì em đã gửi đến cho các bác video chi tiết về chiếc xe Chevrolet Orlando, một chiếc xe 7 chỗ máy xăng, động cơ 1.8, số tự động, xe được sản xuất năm 2016 và lăn bánh được trên 5 vạn km. Chiếc xe này thì bên em đang chào bán với mức giá là 425 triệu và có hỗ trợ làm giả góp cho các bác nhé. Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ cho em Dương qua số điện thoại là 0968 288 444. Xem xe tại thành phố Thái Nguyên các bác nhé. Cảm ơn tất cả các bác đã xem video của em. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.